Hello, xin chào các đồng chí, chị và bạn thân mến của mình hôm nay chiều thứ sáu Bắc Mỹ Mao Tình Thăng. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề đất nước, xã hội và con người. Thì tình trạng nước Mỹ hiện nay thì nói chung nó cũng muôn vàn nan đề. Các bạn biết Mỹ nó là một cái hợp chủng quốc, nó là một cái quốc gia đa văn hóa, cho nên những cái nan đề của nó rất là kinh khủng, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Nhiều khi các bạn chỉ nghĩ cái thì các bạn thấy là ô cha, nước Mỹ này rất là vĩ đại. Nhưng đối với tôi sống và tôi làm việc trên đất Mỹ này mấy chục năm, tôi thấy là nó bình thường thôi. Ở đâu cũng vậy, nếu mình biết mưu cầu hạnh phúc, mình biết chụp lấy cơ hội và mình biết tiến thân thì sẽ cố gắng lên và để trở thành những con người. Cái mạng internet của mình nó hơi bị yếu, thì hồi nãy mình nói về chủ đề những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại, cũng như một số những thành phần bất mãn ở trong nước. Thì anh chị các bạn biết đất nước của mình đang đổi mới và phát triển, thì nó cũng kèm theo những cái nan đề trong cái xã hội chứ phải là không. Xã hội Mỹ các bạn thấy vậy chứ, nó cũng muôn vàng những cái nan đề, những cái mâu thuẫn trong cái mô hình xã hội và con người. Nói chung là cái vấn đề mâu thuẫn thì nó tùy vào mỗi nơi, mỗi quốc gia và tùy vào cái dân trí của mỗi quốc gia nữa. Các bạn biết những cái mâu thuẫn bởi vì con người ta sinh ra vốn là sân si ái ố ỷ phẫn nộ, không phải Mỹ là như là một cái thiên đường thì cái gì nó cũng là number one, chưa hẳn là như vậy đâu. Tôi thì không bắt cù Mỹ, đối với tôi cái đất Mỹ này nó bình thường. Mình biết tiến thân thì mình khá, còn không thì cứ lao động rồi làm tất tần tật, cuộc sống mưu sinh vất vả trăm bề ở xứ người, chứ không phải đơn giản. Các bạn thấy những cái tụi chống phá xuyên tạc đất nước, tụi nó luôn nhìn về Việt Nam thì nó bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, nó tìm ra những cái mâu thuẫn, những cái nan đề của xã hội để đặng mà nó xuyên tạc, chứ không phải nó phản đối hay là nó giúp ích gì cho quê hương hay là nó yêu nước nữa. Tụi nó toàn là cái lũ ô hợp, nó chống phá Việt Nam, nó dùng những cái mô hình xã hội Việt Nam để đặng nó kích động những cái người mà dân trong nước nhẹ dạ cả tin. Tôi chỉ thấy làm tiếc cho những người dân trong nước, họ mù mờ khi họ bắt lên nghe những cái đài channel YouTube của thằng Trương Quốc Huy, thằng Lý Sà Phạm và những cái tổ chức chống cộng ở ngoài. Cái đám nó toàn là lũ ô hợp không, nó đâu có cái gì mà gọi là rõ ràng hay đâu qua đó, nó chia sẻ toàn là xuyên tạc. Toàn là những cái thành phần bại hoại trong xã hội mà nhiều người họ đâm đầu đâm cổ vào, ngồi đó nghe tụi nó, tôi thấy nó thấp kém. Xã hội tiến bộ ngày hôm nay mình cần phải học hỏi những cái hay của những người mà người ta có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, những người mà chính trị gia, những người kinh tế gia, những người người ta phân tích, người ta có cái sự hiểu biết sâu rộng về khả năng kiến thức và học thức và học vị, cũng như cái tiềm lực kinh tế của người ta, chứ không phải giống như mấy cái đám chống cộng hay ngoại. Các bạn thấy chèn đặc ơi, thằng Trương Quốc Quy thì nó nói trên trời dưới đất, còn con cái thằng Lý Sà Phạm thì ngày nào nó cũng ra rã nói toàn là mấy cái chuyện không ra đâu hết. Thế mà cũng có những người họ bị lôi cuốn vào trong đó, biến mình thành những cái con rối cho tụi nó.
đi từ bế tắc này đến bế tắc nọ. Cuối cùng tụi nó ngồi đó giống như là diễn hề, diễn hài để đặng mà câu view, câu like, rồi kiếm sống. Còn mình thì bị lôi cuốn vào trong những cái mâu thuẫn của tụi nó. Cái người Việt của mình nó có nhiều, còn nhiều cái điểm yếu. Mình cần phải học những cái hay của những người mà người ta có trình độ kiến thức chuyên môn. Chứ ai mà đi theo mấy cái đám chống cộng ô hợp, tụi nó có ra hồn vía gì đâu. Còn là cái đám của nói về background của tụi nó, cái lý lịch của tụi nó, thằng nào đứa nấy chứ gọi là phạm tội rồi đu thư những cái quá khứ dơ bẩn của tụi nó, chẳng ra hồn vía gì hết. Mà lại có những người mở đài ra ngồi đó nghe suốt, tôi thấy hay thiệt chứ. Nó làm cho cái sự hiểu biết của mình nó trở thành gọi là mù quáng lú lẫn. Ông bà mình có câu người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi thấy những người mà ngồi nghe mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, tôi thấy tội cho họ, nhất là họ sống ở bên đất Mỹ đấy. Họ không cập nhật được những cái thông tin của đất Mỹ, họ không cập nhật được những cái tinh hoa, những cái sự tiến bộ của những cái con người ta đang vươn lên từng ngày. Nhưng mà họ cái ngồi đó, chàng ơi, quay về Việt Nam thì cứ chuyện Việt Nam bưới móc đủ thứ đủ kiểu, trong khi đó cái quốc gia Mỹ mà sở tại họ đang sống, những cái quốc gia châu Âu cũng vậy. Các bạn thấy như thằng Nguyễn Văn Đài, chàng ơi, cái thằng đó là cái thằng lừa đảo đấy. Chứ nó mà chính trị chính em yêu nước con khỉ gì. Các bạn biết nó, cái mạng internet của mình nó bị yếu nên chị các bạn, là cái Facebook Lợi Nguyễn của mình nó bị phá 30 ngày. Mình phải xài cái hotspot cho nên nó yếu. Chào rồi. Khi nào mà cái mạng nó ổn định lại, tôi sẽ chia sẻ cho nó có trình tự hơn. Thì nói chung những cái thành phần chống phá đất nước, các bạn thấy tụi nó đâu có dám nhìn vào cái quốc gia sở tại nó đang sống đâu. Như cái thằng Nguyễn Văn Đài, cái thằng đó lừa đảo, tôi nói các bạn biết. Ngày xưa nó lên trên ngày xưa power talk mạnh lắm, ngày xưa power talk nó giống như là Facebook bây giờ, rất là mạnh. Chống cộng trong nước, ngoài nước nó lên đó. Con Lisa, thằng Lisa Phạm ngày xưa nó cũng trụ cột ở trên đó, dữ dằn lắm. Các bạn biết thằng Đài lên đó, nó cũng lên mấy cái diễn đàn chống cộng ở hải ngoại đó. Rồi nó, tụi nó quyên góp, sau này hai vợ chồng nó lừa, rồi ôm hơn cả $100,000 chạy qua Đức. Bây giờ chắc là cạn tiền đó, cho nên nó lên Facebook nó bắt đầu lừa đảo tiếp. Cái thằng đó tôi gặp nó là tôi